Sau hơn một năm, ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhưng giá sữa không tăng, dẫn đến nhiều nông hộ thu lỗ bỏ đàn thì hiện nay giá sữa thu mua của các công ty đã có những tín hiệu tích cực giúp nông dân từng bước ổn định chăn nuôi. Hiện sản phẩm sữa tươi của nông dân được các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thu mua ổn định với giá dao động từ 13 đến trên 17.000 đồng một lít tùy theo chất lượng sữa của từng hộ và từng trang trại chăn nuôi sẽ có khung giá khác nhau theo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của từng công ty. Các công ty thu mua sữa tươi nguyên liệu đều đã tăng giá từ 1 đến 3.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Một số công ty còn có chính sách hỗ trợ giá thức ăn chăn nuôi. Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản, hiện nay tổng đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng có trên 25.000 con, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Đàn bò được nuôi chủ yếu ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc với sản lượng sữa ước đạt khoảng 290 tấn một ngày. Trong đó, huyện Đơn Dương hiện đang là địa bàn đứng đầu tỉnh về chăn nuôi bò sữa với trên 16.000 con.